gozonblog đi website bán ạc uy tín giá rẻ các bạn ạ à. bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời thì các bạn xách chiếc thiện của mình ra giữa biển và đi săn tìm cái đảo quý dặn thì là các bạn treo bỏ ra một tiếng mấy hai tiếng để các bạn treo cái đảo quý dẫn này nhưng mà nó xuất hiện thì các bạn lại đứng lên cái hòn đá cao nhất mà các bạn nhìn lên trời và bật tộc thì chăng nó lại không phát sáng à đù, đây là cái câu hỏi mà có một số bạn hỏi mình ha thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha là cái đảo bí ẩn nè, buổi sáng hay buổi tối gì nó cũng đều ra hết trơn á nhưng mà khi mà nó ra buổi sáng á thì các bạn nhìn lên trời và bật tộc lên thì chăng nó sẽ không có sáng no. nữa đó thành ra là mình chỉ đảo bí ẩn nè vào buổi tối á mình nhờ nhìn lên trời và mình bật tộc thì chăng nó mới sáng thì lúc đó mình mới đi tìm bánh răng ha Mà bây giờ trời sáng là gọi là mặt trời rồi nên gọi là mặt trời nên là trời nó sáng là nguyên cái đảo này thấy không nên là mình không có không có nhìn lên mặt trăng và bấm tộc để mà chăng nó phát sáng được cho nên là cái công đoạn đầu tiên mình đã bị không làm được nên là không có bánh răng ở trên hòn đảo ok chưa? đó bây giờ là các bạn bị cái tình trạng mà treo cái đảo mà nó ra trời sáng, trời sáng thì các bạn sẽ vứt đảo đúng không? đó vì các bạn đâu có thể làm được cái động đầu đâu mà đi tìm bánh răng à, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn là kèo lên tình thế nha à. cái thứ nhất là cái đảo bí ẩn này á nó sẽ không xuất hiện ở giữa đảo bánh và đảo rùa như là cái à, mình chỉ nha à, nó sẽ xuất hiện hẳn trước mặt các bạn luôn miễn là các bạn ra biển và các bạn chừa khoảng trống cho nó thì nó sẽ xuất hiện trước mặt các bạn đó và như các bạn cũng đã thấy là đây đâu phải là giữa đảo bánh là đảo rùa đâu đúng không thì nhưng nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho các bạn là treo ở giữa đảo bánh và đảo rùa là vẫn là chắc nhất ha đó tại vì cái khoảng trống ở đó nó sẽ bự hơn và chắc chắn hơn nên là các bạn treo ở đó là vẫn là chắc chắn nhất đó là cái thứ nhất ha thứ nhất là các bạn nên nhớ là đảo bí ẩn sẽ xuất hiện trước mặt các bạn miễn là các bạn chừa khoảng trống cho nó và không đến gần hòn đảo nào hết ha và mình đã bị mắc lỗi này hai đến hai lần khi mà mình vẫn cố gắng nhìn lên trời và bật tộc đây và mình sẽ cho các bạn xem nè mình đang đứng lên cái hòn đảo cao nhất hòn tảng đá với tảng đá cao nhất và mình nhìn lên trời và bật tộc thì nó cũng chả có cái gì nha các bạn bởi vì đang đây là đang mặt là mặt trời đó mình đang cần mặt trăng nha các bạn ạ à. đến cái khúc mà mình treo cái đảo bí ẩn này ra xuất hiện vào buổi sáng các bạn thì mình lên uh, tảng đá cao nhất và mình nhìn lên trời và bật tộc và chăn này kia nó không có phát sáng các bạn ạ à. thì là mình đang đã tưởng là game đang bị lỗi thành ra là mình định out game rồi mình chờ bữa sau mình thức tỉnh tiếp nhưng mà không các bạn ạ à. game không lỗi nhá game không hề lỗi chúng ta lỗi lỗi với chúng ta đấy Rồi à, bây giờ là trời nó đang tối lại và hòn đảo bí ẩn của mình vẫn đang còn à, các bạn hiểu ý lý ý mình đang nói là cái gì không tức là các bạn nếu như các bạn đang treo ở cái đảo bí ẩn mà nó xuất hiện ở trời sáng thì các bạn đừng có vội hay là gấp quá các bạn đợi cho trời tối lại nha để và bây giờ là trời đó của mình đang tối lại rồi rồi bây giờ mình sẽ bật tọc cho các bạn xem nè và đây là chắc chắn là sẽ được nha các bạn đó bật trăng nó chỉ lên vậy thôi lên vậy là mình bật lại được rồi đây mình mình sẽ bật cho các bạn xem nè bây giờ mình chọn cái địa điểm nó thích, thích hợp ha và ở đây thì mình tắt cái cái đồ quả nhưng mà mà các bạn nên nhớ nha là các bạn không được bật phát mốt phát mốt ở bên uh, phần cài đặt ở bên góc trái màn hình của mình các bạn không được bật phát mốt ở đó nha các bạn chỉ tắt uh, trên cài đặt uh, ấy thôi nè các bạn xem nè và mặt trang xuất sáng để easy đúng không thì mình giải thích cho các bạn là như lúc nãy đó là lúc nãy là mình treo ở trời sáng mà mình cứ ra đảo thì là mặt trời rồi không có mà đi tìm được cái bánh răng hay là trời hay là nhìn lên trời bật tộc được các bạn nên là các bạn đừng có vội mà đi ghi xếp hay là bỏ cái đảo mà nếu như các bạn ghi xếp thì chắc chắn cái đảo nó sẽ biến mất hoặc là các bạn để bình thường cho nó tự nhiên thì trong vòng mười 15 phút nó sẽ biến mất nên là ở đây là mình để mình đợi cho trời tối lại mình để cho trời tối lại thì mình đi tìm giống bình thường ha và bây giờ mình hướng dẫn lại cho các bạn đi tìm nè bây giờ mình đã lên trình đi tìm cái bánh răng rồi thành ra là mình không có đi tìm đi xem cái cái bản đồ nữa đó, như các bạn cũng đã thấy nha bờ mình không có đi xem bản đồ nữa ở cái clip này là mình dẫn thằng em mình đi thức tỉnh mà nó trong nó gào vỗ lòng các bạn thì mình sẽ có clip sau cho các bạn xem mình với nó đi thức tỉnh nè hả và các bạn thấy nè mình không bao giờ mà xuống dưới đất để mình tìm ha hả các bạn thấy không thấy mình đi đứng lên trên cao không hả như là các bạn đã thấy là từ đầu đến cuối là trên cái hòn đảo nè mình không bao giờ mà xuống đất tìm nha các bạn mình chỉ tìm những tảng đá cao cao để mình lướt lướt theo tảng đá thôi khi nào nên các bạn thấy cái màu xanh nó phát sáng thì đó là của anh gần và mình đã lụm được rồi rồi clip này mình chỉ cho các bạn cái lỗi mà các bạn hay bị mắc phải nha đó và các bạn cũng hỏi mình này kia nếu như các bạn thấy ai nhớ là cho mình một like và một lượt đăng ký nha và nhớ bấm thêm nút chuông để theo dõi clip mới nhất của mình ok bye bye các bạn